Những người Anh đang chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng là nhóm người chịu sự dày vò nhiều nhất của bệnh trầm cảm. Kết luận này được đưa ra trong một báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia ONS của Anh công bố ngày 6 tháng 12. Giá thực phẩm và năng lượng tăng vọt khiến lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm qua, 11%. Theo đó, nhiều hộ gia đình Anh gặp nhiều khó khăn, xoay sở với chi phí sinh hoạt. Báo cáo của ONS dựa trên khảo sát 4.300 người từ 16 tuổi trở lên, theo đó, 24% trong số những người gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng trong 4 tuần kết thúc ngày 23 tháng 10 đã có những triệu chứng trầm cảm từ vừa phải đến nghiêm trọng. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần so với số người có thể thanh toán dễ dàng hóa đơn chi phí sinh hoạt, 9%. Tương tự, triệu chứng trầm cảm nhẹ đến nghiêm trọng cũng được ghi nhận ở 27% số người gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà hay trả góp mua nhà, tỷ lệ ở những người không gặp vấn đề về thanh toán chi phí này chỉ 15%. Nghiên cứu cũng ghi nhận tỷ lệ người mắc trầm cảm cao nhất ở nhóm người trưởng thành không thể làm việc do bị ốm đau dài ngày 59%, tiếp theo là điều dưỡng viên không được trả lương 37%, người khuyết tật 35%. Số người trẻ gặp các triệu chứng trầm cảm trong độ tuổi từ 16 đến 29 tuổi là 28%. Theo một số đánh giá, kinh tế Anh trong quý 3 năm 2022 tiếp tục giảm và đã rơi vào suy thoái. Ngân hàng Trung ương Anh dự báo tình trạng kinh tế suy giảm sẽ kéo dài gần hết năm 2023.